ha, bé là đứa bé Thỏ được nghỉ học à, mà hôm nay tuần này thì Ly không có về nhà, chị Tư không có về mẹ chơi, cho nên là với lại cũng lâu lắm rồi, cho nên hôm nay mới đi xuống bếp để là bắt đầu làm đây, làm bánh tiêu. Bánh tiêu không men nở mà trong mùa dịch thì tôi đã từng làm, tại trong mùa dịch làm gì có ai bán men nở, đâu có đi ra ngoài đường mua được đâu, cho nên là có cái gì làm nấy, không men nở nhưng vẫn phòng ha. Hôm nay làm cho mấy nhỏ nó ăn một bữa, hôm nay là chủ nhật. Ok, à, các nguyên liệu tôi đã chuẩn bị hết rồi đây nè. Đây là có bột mì nè, rồi có sữa nước tương nè, rồi có đường, rồi có mè trắng nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình bắt tay vào việc làm nhá. Bây giờ là trước tiên là tôi sẽ bỏ cái số lượng đường nè, muối vào trong cái bột này ha. Cái bột này là tôi để sẵn, đây là bột mì nha. À, đây là nước với sữa tươi mình nấu để mình trộn vào cái bột đó mình nhồi nha. Bây giờ Chúng ta tôi sẽ sẽ bắt quậy đều tay, tại vì cái sữa này nó rất là dễ bị vón cục nha, theo như người ta chỉ là nó rất dễ bị vón cục, cho nên là chúng ta phải quay đều, phải quấy đều tay luôn cho nó sôi đó. Mình làm nước cũng được nha cả nhà, nhưng mà nếu mình làm cái này thì nó có hơi độ béo xíu. Đây tôi làm sữa không có đường nha. Không biết là ok hay không, tại bữa trước á, lâu lắm mới làm lại, cái bột không biết nó hết, nó làm sao á, nó không thích hợp á, cho nên nó không có bị, nó không được phồng. Thật ra là mình làm á, đúng ra mà công thức làm có men nở thì nó sẽ chắc ăn hơn, nhưng mà tôi quen làm không men nở cho nên tôi cũng làm biếng, tôi không làm men nở luôn. Tôi làm chứ trong mùa dịch tôi làm không có men nở á, chứ đúng là có men nở thì khi mà mình chiên bánh phồng á, nó phồng to với cái bánh á, mình ủ á. Bánh mì cũng vậy, tất cả ở trên người ta hay chỉ là có hai loại, một cái làm là có men nở, một cái làm là không có men nở nha. Ở trời lúc đó mà làm gì có được ra đường mà mua men nở, cho nên là có gì xài nấy à. Đó, sữa đã sôi rồi cả nhà ơi, sữa sôi rồi, tắt bếp thôi. Sữa sôi tắt bếp thôi, bây giờ mình đem qua đây, đây chuẩn bị chúng ta đi chế vào trong đây nha, chế vào trong cái bột này nè, nhồi hơi bị nóng cả nhà, nó rất là nóng, nếu mà chế vô nó rất là nóng luôn. Thì trộn trước cái ở trong cái bột mì này mình có một ít bỏ một ít đường với muối nha. Nó chứ làm gì cũng vậy, chúng ta chế từ từ, chứ nếu mà chế lẹ quá rồi nó nhão không có đường cứu á. Với lại lúc nào mình cũng phải có cái bột áo bên ngoài dư nha. À, nhồi cái tất cả các bột gì cũng phải có cái bột áo bên ngoài, tại vì không có bột áo bên ngoài tới hồi mà nó vô tình nó nhão hay là lúc mình nhồi á không được, là mình phải là nó hư luôn cái bột của mình. Chết cha, bây giờ tôi để cái ngón tay bị dính nè, tự lực cánh sinh nó vậy nha cả nhà, nó hơi lụp chạ lụp chụp. Tôi là thuộc dạng amateur nên là cái nhà mình thông cảm, đây nó cũng còn, tôi không dám chế hết đó, tôi sợ quá, chừa tí xíu rồi đi khách ăn, để tí xíu nha cả nhà, chứ nó nóng quá tôi không dám, thôi cái tay vô là phỏng liền luôn á, phỏng liền, hơi bị sợ nhé, hơi bị sợ phỏng nha. Bây giờ tôi sẽ nhồi cục bột này nha. Ok nè, cả nhà thấy chưa, tôi nhồi sơ mà bây giờ nó đã thành một cục rồi đây này, thấy chưa. Bây giờ tôi sẽ bọc bánh lông lại, tôi ủ một tí xíu nha, ủ một tí xíu xong bắt đầu tôi sẽ phân cục ra từng từng cái viên tròn tròn nhỏ này, xong đó chúng ta sẽ cán bánh ta chiên nha. Ok đó, mới đây là sạch sẽ rồi, thấy chưa, à, khô nha, tôi thành cục này. Xíu thôi. Tôi thấy thường thường người ta làm bánh á, làm men nở đồ người ta hay ủ cho nó bột nó nở ra, còn mình không có men nở chắc là ủ cho nó mềm xíu thôi, chứ không có nở nở đâu.
trong cái thời gian mà ngủ bột á, Tư đã lấy một cái thớ á, một cái mâm ra nè, xong mà Tư dán cái lớp bao ni, cái bao thực phẩm á, để cho một chút nữa mình thấm một đây mình ít dầu nè, cho làm chi biết không cả nhà, cho một chút nữa nó đừng có dính, nó đừng có bị gọi là nó đừng có bị dính, thì mình để mấy cái bánh lên đây nè, đó, mình thoa, nói chung là để không cũng không sao, mà tại mình để vậy cho nó chắc ăn, đó, sẵn nó cũng làm cái cây cán này luôn nè, cái cây cán này á, thì nói chung là thoa dầu thì nó sẽ không dính, mà mình làm vậy cho nó đỡ dính cái bột á, thoa dầu á thì tôi sẽ làm bột áo như cả nhà thấy chưa, bây giờ nó sẵn đây nè thấy chưa. Tôi làm hết rồi, sạch sẽ. Đó, bây giờ mình sau khi mình ủ, tôi ủ khoảng 15 phút đó thì chưa dính rồi nè, thấy chưa? Không có ở dưới đây mà mình không có bỏ dầu á. Mình không có để miếng dầu ở cả nhà thì nó sẽ dính, hoặc là mình phải làm bột áo mà để tôi chém dầu. Thật ra thì để dầu cũng không sao, là tại vì á mình chiên cũng là dầu, cho nên là nếu mình để dầu thì không sao. Đây. Bây giờ tôi sẽ nhồi cho nó thiệt là mịn nha. Mình nhồi cho nó thiệt là mịn, xong bắt đầu mình sẽ cắt nó ra từng từng miếng, xong rồi mình sẽ thấy chưa? Nếu mà có dầu thì nó sẽ không dính, kiểu là nó trơn. Còn nếu không thì mình sẽ sử dụng bột áo ha. Đây. Đủ các loại đường nghề hết. Giờ tôi sẽ nhồi từng cục nhỏ đi cho nó dễ đi. Mà cục lớn quá nó không ấy. Nhồi nè, tôi cho chút xíu bột áo cho dễ chịu. Nó ướt quá cả nhà. Tại sao tôi phải để trong cái thớt cho nó đỡ văng cái bột bây giờ? Rồi nó ảnh lan quá vậy. Nó hơi bị nhạt quá, nó mềm á. Mình làm cái gọi là cái nước nóng á, cái bột của mình cứ cho tay tôi dính quá. Mình nhồi cho nó mịn cái bột ra nó đẹp. Tôi thích nhồi cho cái bột của mình ra lắm. Tôi sẽ cắt nha, cắt như là từng cái nhỏ nhỏ ra để chút nữa mình tráng vừa rồi. Đây tôi sẽ cho nó ra từng cục này. Mình cân bằng, nếu mình muốn ăn cái cục lớn hay cái bánh lớn hay bánh nhỏ, mà thực thường tôi thích làm cái bánh vừa thôi, tôi không thích làm bánh lớn lắm. Từng cục mà tôi để vào bên cái mâm này nè, tôi sẽ để một cái mâm bên đây nè, thấy chưa? Tôi chuẩn bị một cái mâm nữa rồi. Bây giờ thì bắt đầu tôi sẽ cán bánh nha. Tôi cán bánh ra xong mình chấm qua cái mè này, xong nó sẽ ra một cái bánh, xong đó mình đi chiên ha. Ở đây là những cái cục bột mà tôi đã cắt, nhồi xong tôi cắt ra nè ha. Bây giờ thì tôi sẽ cán nha. Đây, ví dụ mình lấy một cục nè ha. Xong mình sẽ cho nó dai dai nè, cục tròn thấy chưa? Giờ thêm tí xíu tôi nhúng bột nè. À bên tôi nhúng mè nè cả nhà. Xong rồi đầu tôi sẽ cán nha. Mình cán muốn à? Ăn lớn ăn nhỏ gì thì tùy theo ý mình. Tư thì tại vì bánh này của tôi là bánh tiêu rỗng ruột như cả nhà. Tôi không có thích ăn đặc ruột. Mấy đứa nó cũng thích ăn đặc ruột, cho nên tôi sẽ làm nhỏ nhỏ thôi. Để mà chiên thử cái đã. Đây. Cái bánh của tôi nó sẽ nhỏ nhỏ mỏng mỏng như nè. Sẽ làm cái lớn cái nhỏ ha. Đây à, cái bánh tiêu nè. Tôi không có thích làm dày nha cả nhà. Mà lúc còn có cái khâu chiên nữa, không biết nó sao, nó ok, nhiều khi nó không nở, nó không có phồng lên nữa. Rồi tôi sẽ để nó vào đây nha. Tôi để nó bên cái mâm này nè. Mình sẽ để nó bên cái mâm này nè. Đó. Đó. Mình sẽ làm cục bột nó lớn hay nhỏ là
bánh lớn hay nhỏ là tùy mình nha, không hết nó mấy tôi làm lớn thêm tí xíu. Sorry. Cái này là khi mà mình đã nhồi nó ok rồi nó đâu dính tay tôi nữa là thấy không, à nó dai lắm nè, đó đó nó dài lắm. Rồi mình nhúng bột, mình nhúng quên, cứ quên rồi, mình nhúng mè. Mà mỗi cái lần mình chiên mè vậy nè, nó hay cái bị cái nồi cái chảo dầu của mình nó hay bị cháy lắm, tại vì cái mè nó rớt ra đó. Đây cái bánh này chắc bự hơn xíu nữa cả nhà, vậy chắc tôi phải làm bự ra xíu. Mình tráng cho cái này là tự học tự làm amateur nha cả nhà, nó không có chuyên nghiệp nha, cho nên là chủ yếu là mình không thể làm thợ bán được, mà là chỉ là thợ thợ ăn thợ bán ở nhà thôi, ở nhà ăn thôi, cho nên là sao cũng được, đang lao làm cho mấy chị ăn. Ok, bánh này hơi bự xíu nè ha. Bây giờ tôi sẽ đi cuốn, tôi chiên thử nha, tôi chiên thử một vài cái. Hơi bị cực đi. Cái này phòng rồi nè cả nhà, ô cái này phòng bự luôn, phòng rất to cả nhà thấy không, nó tùy cái bánh cả nhà ơi. Đây là tôi sẽ cán mảnh ra, tôi chiên thử hai cái nữa rồi bắt đầu tôi sẽ cán bột tiếp, tại vì bột chưa có cán xong nha. Đây tôi sẽ thử hai cái bánh này tiếp, hoặc là cũng có thể là do lửa lửa mình phải phải lớn thì nó mới mình phải lớn thì mình phải xoay bánh liên tục. Người ta biểu là chiên phải chiên lửa lớn mà mình cứ sợ cháy, mình không dám chiên lửa lớn. Lửa lớn thì nó mới phồng, thấy chưa? Cái phồng rồi nè cả nhà. Ồ, phồng rồi nè. Phồng. Chết rồi, tôi làm bể cái bánh này. Nó bớt phồng rồi. Tôi làm bể rồi, tôi thọt cái đũa rồi là bể cái bánh này. Cái này nữa. Là như là lửa nóng. Trời ơi, cái này đúng gọi là bánh phồng luôn nè cả nhà ơi. Trời ơi, coi nó phồng nè. Cả nhà. Cái bánh phồng nè, cái này mới đúng là gọi là phồng nè. Ok, vậy bây giờ tôi phải cán bánh thêm nha cả nhà. Chứ bây giờ không có bánh. Đây nào. Cái bánh gì đâu mà cán, gì đâu mà nó ra cái hình thù nó không ra tròn, mà nó ra cái màu gì luôn á. Nó ra cái niễn niễn à. Không phải lúc nào nó cũng nở đâu nha, tại vì mình không có bột nở đó cả nhà. Cho nên là mình mang nở chứ quên. Cho nên là mình chỉ là bà hơi xin mê rủi, mai mốt tôi sẽ lấy cái đúng cái bột bột mì mà tôi nấu đây nè. Đây nó có cái bánh này cũng phồng cả nhà thấy không, đây nè đúng kiểu mà bánh tiêu luôn á cả nhà, quá trời quá đất nè. Và đây đây là những cái bánh tiêu đã hoàn thành, và còn những cái miếng cuối Kha cắt ra nè, chiên giống như ghê quá à. Giống như cái tai vậy, nhìn thấy ớn không. Nói chung là mai mốt tư sẽ làm bột khác, không có làm bột này tôi không hài lòng cho lắm nha. Nói chung là xong mà bánh tiêu nhìn cũng ngon lắm. Mè nè, có mè rất nhiều chứ không phải không có mè đâu nha cả nhà. Có mè đàng hoàng luôn. Nhưng mà tại sao trong mùa dịch mình làm lại ngon hơn nhiều nhỉ? Thôi, hẹn cả nhà mình cái clip vlog khác nha. Bye bye. Mà bây giờ thì xong xuôi hết cái bánh nè, bánh tiêu nè. Thành quả đã đạt được hồi nãy là rất là nhiều rồi, bây giờ mấy để cho mấy nhỏ ăn, mà bây giờ cái bánh tiêu đây nè đã xong. Cũng có phòng đàng hoàng nha cả nhà đó. Thì mốt sẽ có những cái clip quay nấu ăn nữa tôi sẽ gửi đến cả nhà mình. Đây món bánh tiêu.
Bye bye cả nhà. Nhớ cả nhà mình nhớ vào ủng hộ kênh YouTube Cẩm Ly Official, TikTok Cẩm Ly Official, Instagram Cẩm Ly Official và trang Facebook Cẩm Ly Có Tích Xanh. Bye bye cả nhà.